Thì nay có 3 món hành lý cho anh em nhé. Tại vì chưa mình đang bị chật chỗ, mình đang dọn dẹp thì mình lên clip luôn. Thì đầu tiên là cái sạc bình nè. Sạc bình này mới mà cắm điện vô mình thấy nó bị khét nè. Thì ở đây nó cháy, thì giá nó là 200 nha anh em. Dây điện nói chung rất là mới của Nhật. Điện này là 12V có chức năng sạc nha. Đây là cầu chì của nó nè. Cầu chì còn nguyên nhưng mà chắc là cháy rồi. Anh em nào về nghiên cứu thì nghiên cứu ra băng mặt nha anh em. Con này cơ nặng lắm, nặng khoảng 3-4kg gì đó ha. Bộ dây này là dây nguyên zin, zin của nó luôn. Cắm điện mình ngửi thấy mùi khét, mình cắm 110 nha anh em. Đó thì chắc nó bị chạm ở đâu đó. Thì anh em có gì coi nghiên cứu nha. Đó, cầu chì 30A này, dòng sạc là 12V, giá là 200.000. Đó, bộ dây này anh em cần xài tắt ra cũng phải tiền rồi. Rồi, mã số 2 nè. Đây là cái thùng của Nhật nha. Thùng của Nhật, thùng này thì chiều dài của nó là thùng này nhựa đi câu thì ngon. 33 chiều ngang là 17 và chiều cao là 16. Thì cái này đúng ra nó còn rất là ngon nhưng mà mình mua về cái xong rồi mình thảy mạnh quá cái nó bị gãy cái này. Đó, anh em về có thể gia cố bằng cái gì đó thì tùy anh em nha. Đó, đây, nó bị gãy cái này. Đó, nó 3 tầng 3 ngăn, vách chia này kia đầy đủ nè. Ha, rất là đẹp. Cái này là cái vách chia của này nha anh em. Anh em chia ra anh em để đồ nhỏ nhỏ đồ. Cái này bằng nhựa ABS. Nó rất là chắc, nó dẻo chứ nó không có bị vệ nha anh em. Giá là 150. Rồi, tiếp theo mã số 3. Mã số 3 là một cái cây bơm mỡ bò. Thì tất cả đều nguyên zin, chưa mở luôn, mình chưa mở luôn nha anh em. Đó thì mua về để test thì nó không có ra mở. Anh em nào biết thì anh em nghiên cứu của hãng Yamada. Giá là 450.000. Đó, đây cây Yamada ha. Mình chỉ gắn cái đuôi thôi và thôi để mình cắm mình test. Tất cả đều nguyên zin. Đây nè, khi mà mình bóp á, nó không có bơm mỡ ra như mấy cây trước mình bán. Nó chỉ ra đây thôi. Đó, thì anh em nào nghiên cứu để nó bơm ra liên tục thì anh em, đây là mỡ bò zin của nó luôn nha anh em. Mỡ zin của nó trong này luôn ha. Đó, thì anh em nào nghiên cứu thì nghiên cứu 3 món nè. Anh em nào lấy luôn cả 3 thì bớt được 50.000. Đó là những cái giá mà mình thanh lý nha anh em. Ra ngoài bãi thì cũng sẽ không có được những cái món như vậy với cái giá này. Rồi, xin chào anh em và hẹn gặp lại.